Vũ Ngọc Thành, tôi đến từ VNTA. Dạ vâng, vừa rồi tôi thì phạm một số cái lỗi sai thường mắc của những anh em đã phong trào đang chơi ở ngoài kia, đặc biệt là những học viên của VNTA trong thời gian vừa qua đến luyện tập tennis nâng cao. Thì những cái trăn trở của mọi người đó là đánh cái bóng không có lực và khuỷu tay thì chấn thương, lưng, gối thì bị giãn dây chằng, vân vân. Và rất là nhiều những cái lỗi sai, và ngày hôm nay tôi khư trú lại 4 cái lỗi sai nặng nhất của anh em phong trào. Điều đầu tiên là thứ nhất là cái tay của các đồng chí ấy, tay trái, tay không thuận luôn luôn bị co khép người, và cái tay phải đưa ra sau này là luôn luôn bị gì, sát thân đó. Đấy là cái kỳ đầu tiên Lâm lại đánh cái bóng luôn luôn bị áp sát vào cơ thể, và dẫn tới là tay chúng ta nó không thoát được hết lực, dẫn đến om vào khuỷu tay, chúng ta bị chấn thương. Kỳ thứ hai của mọi người chơi đó là cái đầu gối ấy, cái đầu gối với cái thân ấy không được xuống gối, không được chuyển chân và cũng không xoay thân, đâm là lực banh đi không có nặng. Cái lỗi sai thứ ba đó là lỗi sai khi tiếp xúc vào trái bóng ấy, mọi người không dẫn được, không dẫn được và cắt chéo cơ thể đó. Và lỗi sai cuối cùng đó là khi kết thúc của động tác ấy thì hay bị một là dừng đột ngột. Đây, kết thúc dừng đột ngột đây. Đây là cái kiểu kết thúc dừng đột ngột, là mắt đi nhìn thấy rồi, hay dừng đột ngột ở phía trước này đó. Và đó chính là 4 cái lỗi sai căn bản nhất mà tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thì những anh em đang xem cái clip này, nếu mà sai chúng ta comment là tôi đang bị sai, để VNTA có thể hỗ trợ bằng những clip hoặc là gửi cho bạn những cái tài liệu để các bạn tham khảo thêm. Và bây giờ là tôi chia sẻ 3 kỳ cực kỳ quan trọng. Đấy, tôi đánh 2 ba banh sau đó tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn. Vâng. Mời quý vị và các bạn xem kỹ thuật cú forehand ở trục trước sau và trục ngang. Nhún gối, xoay thân, đặt ông tiếp xúc bóng ở phía trước mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn. Vậy là kỳ đầu tiên là kỳ các bạn thấy không? Tôi có bước free step này. Rồi cái form tay của tôi, cái tay phải tôi đẩy cái vợt ra phía trước này. Cái tay trái tôi tạo thành cái form phía trước ngực. Rồi khi thấy trái bóng ở bên phải tôi sẽ xoay cái thân người. Lúc này là cái form tay của tôi rất là gì? Rất là rộng rãi đúng không? Hai khuỷu tay phía sau của tôi luôn cao vuông góc và song song mặt sàn. Cái cùi trỏ này hướng vào trái banh và mắt tôi quan sát vào vai. Rồi cái vai của tôi này luôn luôn vuông góc mới lại lưới. Và đây là điều cực kỳ quan trọng. Kỳ thứ hai tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn đó chính là cái kỳ swing forehand. Tức là khi cái vợt tôi tạo form chuẩn đúng không? Ra phía sau, đầu vợt tôi cao hơn cổ tay. Và lúc này tôi sẽ nhún cái đầu gối và kết hợp với hơi thả cái vợt chậm. Và lúc này tôi lực đạp của chân và thân tôi xoay rất mạnh và tôi tiếp thúc. Lúc này lực quán tính của tôi ấy sẽ phóng hết sang bên gì, lên trên cao, sang bên trái và giảm tốc từ từ về vị trí qua bờ vai trái. Đấy là cái key dẫn follow through. Và khi trước khi chúng ta tiếp xúc vào trái bóng trước 30cm rồi tiếp tục vào trái bóng rồi tôi dẫn thêm 30cm, vậy là 60cm là cực kỳ quan trọng. Đây các bạn quan sát cái cách mà tôi dẫn, đánh rất nhẹ nhàng nhưng bóng đi rất mạnh và có tiếng nổ này các bạn này. Đó, thấy không? Đó, rất là nổ đúng không? Đó, một trái banh nữa này. Kể cả bộ mở cũng thế. Đó, khi mà ta vào phóng bập một cái thảo cái trái banh và cái vợt của chúng ta sẽ được dẫn rất là xa và theo quán tính sẽ giảm dần. Vậy là kỳ thứ hai. Vậy kỳ thứ ba là cái gì đây? Kỳ thứ ba chính là kỳ kết thúc. Những anh em đang bị kết thúc cái vợt dừng đột ngột là một. Hai là kết thúc cái khuỷu tay chúng ta bị thấp xuống, thì đều làm cho trái banh cái đường dẫn nó không được dài và không có lực.
Vậy thì khi kết thúc là như sau. Đây các bạn quan sát, tập trung nhìn vào cái động tác kết thúc của tôi. Đó, khuỷu tay của tôi, khuỷu tay độ cao của tôi. Các bạn thấy không? Khuỷu tay của tôi luôn luôn cao ngang tầm gì? Tầm mũi. Đó, và đi hết sang bên gì? Bên gì? Bên trái. Và điều quan trọng nhất này, đó chính là cái bàn tay của tôi khi kết thúc này, nó được xòe hướng ra bên ngoài, chứ không bao giờ tôi ụp xuống đất. Đấy, và chấn thương cổ tay luôn luôn xòe ra bên ngoài. Và tôi giật cái cùi chỏ trái rất là mạnh để tạo lực quán tính của độ xoay. Vậy là với ba cái key quan trọng, một là form tay đúng, hai đó là swing pad đưa trái banh tấn công vào quả bóng. Đấy, swing forehand. Key thứ ba đó chính là gì? Kinh kết thúc, finish. Vậy là ba kết thúc giúp cho các bạn có được một cú forehand. Còn đương nhiên để tìm hiểu sâu về kỹ thuật tennis forehand thì hãy lên trên mạng search VNTA Tennis Forehand. Có rất là nhiều những clip tôi đã chia sẻ trên đó. Dạ vâng, một cái clip chia sẻ về những lỗi sai thường mắc và ba kỳ quan trọng giúp cho các bạn thành công để chúng ta sở hữu một cú forehand lực mạnh. Và trong thời gian vừa qua thì dịch bệnh, kính chúc mọi người luôn luôn may mắn. Hãy ủng hộ kênh của VNTA bằng cách đăng ký và nhấn nút chuông thông báo để nhận những video mới. Và comment những câu hỏi thắc mắc của quý vị các bạn ở phía dưới. Tôi sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cho quý vị các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.